Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Là hình thức mà các bác một mẫu bếp ga Maroma mặt kính vân đá kim tuyến. Đấy, con này là con Maroma môi chè, dòng đời cao thì đã sang nẹp bo nhôm to. Đây là cái nẹp một bo nhôm dày. Đấy, con này thì em bao bác không đính một hạt sơn ta là nó như mới đập hộp. Nó như mới đập hộp nào như vậy luôn. Phải nói là tìm được những con bếp đẹp như thế này thì các bác hiếm có, khó tìm lắm, cả vài trăm con bếp ga. May ra mới được một con bếp VIP này. Mà một con bếp VIP này may ra mới được phải đến 5-7 lô may ra mới được một con nó mới như thế này. Chứ không phải là lúc nào cũng có cái dòng bếp mà nó mới đến 99% này đâu. Nó rất là hiếm luôn. Các bạn nhìn từ trên họng ga này. Các bạn biết không, có ông thợ nào của tôi mài mà nó bóng được thế này. Các bạn nhìn. Tuyển chọn những con bếp như này ấy. Đây là những cái bếp bóng của nhà máy này. Không ai làm được đâu. Không ai đánh con bóng này đâu. Nó quý lắm các bạn. Tìm những con bếp thửa này thì nó hiếm có, khó tìm lắm. Con này bắt đầu xuất xưởng vào tháng 7 năm 2014. Đây, con này thì nó đi kiểu là nó bị tồn kho trong siêu thị ấy, người ta không dùng ấy. Thì người ta khi thanh lý cả siêu thị ấy, cả một cái chuỗi bán hàng ấy, người ta hết mua đen ấy, là người ta thải ra bên ngoài. Thì em nghĩ con này của em là như vậy, bởi vì là thực sự nó mới lắm các bạn. Kể cả những cái kiềng này, các bạn nhìn này, cái me này nó chưa bị cháy rồi, không có quét sơn đâu. Em khẳng định luôn cái me này, để cái me nó nhìn nó bóng này, cho biết là con bếp nó đẹp như mơ nào. Đấy, bếp thì có trên có thể dùng nhiều, cái lò nướng có thể không dùng, nhưng trên dùng nhiều thì cái này nó sẽ phải mòn. Đấy, trên này nó không mòn mà dưới này nó mới này thì các yên tâm nè, nó cứ làm miên man rồi. Đấy, thật sự là nó đẹp bác. Con này thì là môi chè phun chức năng. Con này thì hẹn giờ 3 bếp. Đấy, hẹn giờ 3 bếp, đun nước này, khóa 3 giây này, các kiểu này. Đây là nấu cơm, nấu cháo này. Đấy, thật sự luôn cái bếp không, quá chi là đẹp luôn. Đấy, thật sự luôn, lửa xanh đét đẹp, đẹp luôn. Đấy, con này thì em bao zin toàn tập, chưa đến một hạt sơn ta nào, máy cực đẹp thực chất luôn. Đấy, hẹn giờ 3 bếp đây, nướng đây. Đây, đấy, hẹn giờ 3 ô 3 bếp. Đấy, đèn sáng ở bếp bên nào thì hẹn giờ bên đấy. Đấy, rất là VIP luôn. Đấy, chỉnh số giờ thì đây rồi. Đấy, thật sự luôn, một con bếp quá đẹp luôn. Đấy, con này bao zin toàn tập. Đấy, bếp thì em quay thành góc cho nó, em nào quay thành góc cho nó đi, có thể nhìn luôn. Đấy, nó thật sự nó quá đẹp luôn. Con này thì mặt tiền ở trên nó là mặt sơn này của nó là không phải là sơn thường quá nhé. Em nói nhiều lần đấy, con này nó là sơn này, kiểu sơn mại, sơn mạc cái đôm ấy, rất là đẹp. Nói chung một con bếp không có gì điểm mà chê. Con này thì ở trên này là nó mạ bằng sơn, kiểu sơn cái đôm ấy, nên là nó không bao giờ bị mòn sơn hay là bị chóc sơn hay là bị han gì, nó không bao giờ quá luôn. Bởi vì con này là con bản cao cấp nhất của thằng Paloma rồi. Đấy, và thương hiệu Paloma nó đẳng cấp rồi. Con này thì nặng hơn 10 cân. Con này nó rơi khoảng tầm 13 đến 15 cân. Đấy, rất là nặng luôn. Thực sự luôn, các bác không tin có thể nhà đến nhà em cân luôn. Đấy, chưa có bếp nào nó nặng bằng Paloma cả. Toàn cái mặt kính này nó cũng phải tầm 4 đến 5 cân hết rồi. Có một cái mặt kính không này. Cái mặt kính này nó chịu lực được 150 cân. Đấy, theo nhà sản xuất người ta đã bảo cực kỳ luôn. Bàn rơi đồ thoải mái, không phải là sợ vỡ. Mỗi tội là nó hơi đắt tiền một chút thôi. Đấy, bác nào lấy chiếc này thì alo cho em. Giá nó chỉ có vài triệu thôi nhé. Đấy, em ghim sẵn ra sơn dọn trên màn hình rồi. Các bác cần cứ để alo cho em, hoặc là gọi em theo hai số điện thoại này, gần nhà em có thể qua nhà em xem hàng trực tiếp. Em chào các bác nhá.